khi nghĩ đến chuyện làm ăn và thu hồi vốn. Marco chương 10. Đức Giê-xu bỏ nơi đó, đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với người, và như thường lệ, người dạy dỗ họ. Có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Chúa Giê-xu và hỏi rằng: "Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?" Họ hỏi thế là để thử người. Người đáp: "Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì?" Họ trả lời: "Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ." Đức Giê-xu nói với họ: "Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điều ấy. Người nói: "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình, và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình." Đức Giê-xu và các trẻ em. Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-xu để người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ la rầy chúng. Thấy vậy, người bực mình nói với các ông: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em thì sẽ chẳng được vào." Rồi người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. Người giàu có muốn theo Đức Giê-xu. Đức Giê-xu vừa lên đường thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt người và hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Đức Giê-xu đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ." Anh ta nói: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ." Đức Giê-xu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, anh ta sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Người giàu có khó vào nước Thiên Chúa. Đức Giê-xu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao." Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng người lại tiếp: "Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Còn lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa."
Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu?" Đức Giê-xu nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế. Vì đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể được." Đức Giê-xu hứa ban phần thưởng cho người biết từ bỏ. Ông Phê-rô lên tiếng thưa người: "Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy." Đức Giê-xu đáp: "Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con hay ruộng đất gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu." Đức Giê-xu loan báo lần thứ ba cuộc thương khó và phục sinh. Đức Giê-xu và các môn đệ đang trên đường lên Jerusalem. Người dẫn đầu các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng nhóm 12 ra và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình. "Này, chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử người và sẽ nộp người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng người, khạc nhổ vào người. Họ sẽ đánh đòn và giết chết người. 3 ngày sau, người sẽ sống lại." Lời sinh của hai người con ông Giê-bê-đê. Hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-xu và nói: "Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây." Người hỏi: "Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì?" Các ông thưa: "Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy." Khi Thầy được vinh quang, Đức Giê-xu bảo: "Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?" Các ông đáp: "Thưa được." Đức Giê-xu bảo: "Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống. Phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho. Nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Người làm đầu phải hầu hạ." Nghe vậy, người môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gioan. Đức Giê-xu gọi các ông lại và nói: "Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người." Người mù ở Jericho. Đức Giê-xu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giê-xu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giê-xu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: "Lạy ông Giê-xu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi." Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: "Lạy con vua David,
xin rủ lòng thương tôi. Đức Giê-xu đứng lại và nói, gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù vào và bảo, cứ yên tâm, đứng dậy, người gọi anh đấy. Anh mù liền vứt áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-xu. Người hỏi, anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp, thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói, anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.